Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 làm một người đàn ông tử vong. Hơn 21 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2023, một xe container đang chạy trên quốc lộ 1 khi còn cách cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương khoảng 30 mét thì bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang đi bộ băng qua đường. Hiện trường vụ tai nạn nằm trên quốc lộ 1 trong làn đường dành cho xe ô tô. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Giải phân cách trên quốc lộ 1 đã được lắp rào cao và cấm người đi bộ băng qua đường. Tuy nhiên, một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, đi bộ băng qua đường sai quy định, dẫn đến nguy cơ xảy ra các tai nạn thương tâm.